của anh cầm tay anh. Anh Trung. Em ơi. Đi anh. Anh. Bây giờ ở dưới đấy còn cái tranh nữa, còn tao nói với anh. Rồi, anh đây. Anh đẩy để em đi. Hỏi đi. Không, không quay như thế rồi anh em mình không ấy à? Anh về đi, đi nhà trong quán em. Sao đây? Vâng nhá, anh về luôn nhá. Vâng, vâng. Anh bảo này, anh bảo. Đi đâu? Nghĩ là hai anh em xuống nói chuyện đấy thôi, nhẹ nhàng thôi. Thôi. Bây giờ mày, mặc dù là mày bị đánh thật nhưng mà lý do thì tự nhiên mày bị đánh đúng không? Không có lý do tự nhiên mày bị đánh cả, nếu mà mày không trước mày không ngủ, không mà xuống đánh mày cả. Được không? Thì xuống anh ngồi nói chuyện đàng hoàng thôi, anh em đàng hoàng với nhau. Anh em bảo nhau. Bên nói chuyện dưới bên em anh Tùng. Đừng căng căng lên. Em xuống em phang thẳng nó luôn, em sợ gì. Tức căng cái lúc. Tao bảo này, bây giờ dưới đấy là còn bố mẹ nó, hiểu không? Còn cả con cái của nó nữa, còn tranh còn vợ nó nữa. Thế bây giờ mày xuống mày làm loạn nhà nó à? Bây giờ bố mẹ ở nhà thì nó phải nghĩ bố mẹ ở trước, bây giờ nó đánh em thì em trả về em đi. Mày, thì em, tại sao mày xuống đây mình đã bảo là muốn nói chuyện giảng hòa, tại sao mày chửi nó? Kệ nó đến nhà nó như nào thì em mới chửi nó, kệ nó, bây giờ anh kệ nó, anh cứ để kệ em, kệ cứ nào, để bây giờ anh Tùng đi. Bây giờ ai thì thôi, anh Tùng là anh và thằng Hoàng là em của anh, phải không? Thì bây giờ không thể nào mà như thế được. Mẹ mày phải hiểu là anh em chơi với nhau bao nhiêu năm như thế, bây giờ tự nhiên đúng cái xích mích đấy nó không sao gì. Bây giờ em biết anh là giữa biết là thằng Hoàng em của anh rồi. Mình cả mấy anh nào cũng nhau đấy. Bây giờ nó đánh em thì thấy em cũng muốn trả thù. Bây giờ ví dụ anh bị đánh thì anh có muốn trả thù không? Biết là mày tức rồi nhưng vấn đề là bây giờ mày phải nghĩ thoáng nó lên. Bây giờ anh em cả đánh nhau thì vẫn có lúc mà ngồi với nhau. Ngày xưa anh có thật mày luôn, kể cả bạn anh ngày xưa cái độ bạn anh ngày xưa cũng đánh nhau như gì, cuối cùng vẫn ngồi với nhau nói chuyện đàng hoàng. Càng đánh nhau càng dễ chơi thân, mày hiểu không? Bây giờ đánh nhau con trời ai ăn thì tình người cả, nên là bớt một tí đi. Em bớt thì về em bớt nó có bớt cho em lâu mà, nhưng mà bớt mày ăn được người ta mày không đâu, mày ăn được người ta mày không sợ, mà mày không ăn được người ta mày cũng sợ. Đây Tùng về đâu, anh bảo ai anh Tùng trong chỗ góc của anh cầm tay anh. Anh Tùng bây giờ nó là em anh thôi, bây giờ em hôm qua xuống bảo tao xuống không quay chúng tận cổng nhà nó, bảo là về đây nói chuyện, nó không về. Thì nó về đây nói chuyện thì đây đúng động cái là chửi nhau thế này cả đấy. Chửi nhưng mà nó đánh anh em của mình. Thì em biết như thế rồi. Anh không chiến biết, biết là mày anh. Bên ai rất đúng không? Nhưng mà nào mình đánh, nên đánh. Thì anh. Anh. Bây giờ dưới đấy còn tranh nữa, còn tao nói với anh. Rồi, anh cứ đẩy lên để em đi. Hỏi đi. Không, không quay như thế rồi anh em mình không ấy à? Anh cứ để đấy để em đi xuống, để em xuống em bảo nó trước, anh em ngồi nói chuyện. Ai qua này xuống nó. Anh không phải can. Xuống cho nó soi ca. Rồi ca đi. Ném cả ấy vào nó luôn. Anh bỏ ra để em đi. Thôi. Anh cứ bỏ ra. Để em đi không? Thôi từ từ. Anh từ từ để em xuống trước em nói chuyện với nó. Anh xuống xong. Anh gửi xuống anh cứ ở đây. Ừ, xuống nói chuyện. Làm gì làm nhưng mà tất cả đi. Đúng rồi. Anh cứ để em đi. Cất. Có thể đi, mày đi cho. Anh cứ đưa ra để em đi không? Tao không ấy. Mày có thể đi. Em anh Tùng đi, còn anh không đi thì thôi, anh phải về nhà.